hai trận em ơi, trận mà chọn lại với kênh 195 lắm. Thì có nhiều anh em yêu cầu mình làm thì các tính năng ẩn trên điện thoại Xiaomi Redmi Poco. Thì đây mình đang có một cái thiết bị là Xiaomi, là phiên bản Xiaomi 11T ha, chạy 2 PS như này. Đây thì cái này thì anh em có thể sử dụng trên MIUI đều được nha anh em. Đó chứ không phải là 2 PS không. Mà đầu tiên thì anh em muốn kích hoạt những tính năng ẩn thì chúng ta sẽ vào cửa hàng Google Play nè. Rồi anh em bấm tìm kiếm. Anh em bấm từ khóa là Activity Launcher ha. Đó chúng ta sẽ chạy cái ứng dụng này lên nè. Đó, chúng ta tiến hành cài ứng dụng này ha. Rồi, ok. Mình sẽ tải cái ứng dụng này và mình cài vào. Rồi, bây giờ mình sẽ đưa nó ra ngoài. Đây. Đó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ mở ứng dụng lên ha. Nó bấm ok nè. Rồi mình sẽ chia sẻ anh em những cái ứng dụng những cái tính năng ẩn trên điện thoại Xiaomi Redmi Poco ha. Rồi. Ok, để cho nó tải thành công 100% đi. Để còn mình sẽ vào video chia sẻ sao ha. Rồi ok này, nó ra cái giao diện như thế này. Thì đầu tiên thì anh em bấm vào thanh tìm kiếm này, thanh tìm kiếm này. Đó, anh em search cho mình cái từ khóa là hình ảnh. Đây. Đây, anh em search cho mình cái phần hình ảnh hoặc là tăng cường hình ảnh AI đó. Đây, anh em sẽ bấm vào phần là tăng cường hình ảnh AI nè. Bấm vào đây. Đó. Thì khi anh em bật cái tính năng tăng cường hình ảnh này lên nè, thì sau khi mà bật lên á, nó sẽ nhận dạng các đối tượng như là cây cối, động vật, tòa nhà và điều chỉnh động hiệu ứng hiển thị luôn nè. Đó, khi này thì hình ảnh nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Và cái ứng dụng này nó hoạt động trong cái ứng dụng là thư viện anh em, thư viện ảnh á, chứ những ứng dụng khác thì nó không hoạt động nha. Nó chỉ hoạt động trên cái ứng dụng thư viện anh em, lưu ý nha. Rồi thì bật cái này lên thì nó hơi hao pin một tí, nhưng mà không sao nha, chúng ta đổi lại được hình ảnh nó đẹp là ok. Tăng cường hình ảnh AI nha anh em, tính năng đầu tiên. Rồi anh em tiếp tục search cho mình nè là Durabit như thế này nè. Đây Durabit nha. Rồi tối quá nó bị ao nè. Rồi Durabit này là nó sẽ tăng tốc ứng dụng chạy nền trước. Ví dụ như anh em vào cái ứng dụng Shopee đi. Đó, vào ứng dụng Shopee. Rồi, hoặc là anh em vào cái game nào đó thêm một ứng dụng nữa. Ví dụ ứng dụng này đi. Đó. Thì mà khi anh em bật cái tính năng là Durabit này lên á, thì nó sẽ tối ưu cho anh em, nó tăng tốc cái ứng dụng chạy nền trước là cái ứng dụng là Shopee nha. Đó. Ví dụ như nha. Đó. Rồi. Khi mà anh em chơi hai game á thì anh em có thể bật cái tính năng này lên. Đây. Durabit nè. Đây. Đang bắt đầu hoạt động nha anh em. Này, chúng ta bấm vào đây để kích hoạt cái tính năng này lên để tối ưu cho cái việc chạy nền, nó tăng tốc ứng dụng chạy nền trước chứ không phải là tăng tốc cho ứng dụng chạy nền sau nha anh em. Rồi, ứng dụng này nói gì đó nè. Tiếp theo là cái thông báo. Nó không ra thì chúng ta bấm thông báo. Rồi chúng ta bấm chữ, anh em sẽ kéo lên tìm cho mình cái ứng dụng là thông báo nha. Nè, thông báo nè. Rồi chúng ta sẽ kéo xuống tìm cho mình cái phần là nhóm thông báo ở phía dưới này nè. Ha, cái phần cuối cùng nè. Đó, bấm vào. Rồi anh em kích hoạt cái này lên. Rồi kích hoạt hiển thị biểu tượng ứng dụng luôn. Cái này là nhóm thông báo không quan trọng đó nè. Nó sẽ tự động nhóm lại những cái thông báo mà không quan trọng. Đó. Thì cái này nó sẽ học hỏi anh em. Anh em nào mà bỏ qua những thông báo, những ứng dụng nào đó mà anh em nó thấy nó thông báo nhiều quá mà anh em không cần dùng tới thì nó sẽ bỏ qua và nó sẽ nhóm lại cho chúng ta một cái thông báo ha. Đó là như thế này, nhóm thông báo là nó là vậy nha. Rồi, tránh làm phiền á nè, tránh những thông báo trên những ứng dụng làm phiền á. Rồi, cái tiếp theo tính năng ẩn nữa nè, là MEMC nghe nè. MEMC nè. Đây, nó bấm vào. Đây, chúng ta thấy là MEMC nè, ta bấm vào. Đây nè, thêm khung hình bổ sung vào video để nội dung hiển thị được mượt mà hơn và chuyển tiếp thêm sống động hơn. Tính năng này sẽ làm tăng nhẹ lượng điện tiêu thụ điện năng nè. Tính năng này chỉ hoạt động khi hộp công cụ video được bật. Thì cái này anh em bật cái này lên là anh em xem video á, thì nó sẽ có cái thêm bổ sung thêm cái khung hình chuyển động đó nè. Đó, bật lên luôn ha. Rồi khi mà anh em sử dụng điện thoại mà ánh sáng yếu á, thì chúng ta có thể bật luôn cái tính năng này là siêu tối này, tìm cho mình cái chữ là siêu tối nè. Rồi anh em bấm vào chữ siêu tối là giảm độ sáng màn hình để đọc thoải mái hơn nè. Đó, anh em kích hoạt cho mình cái phần là đặt màn hình ở chế độ siêu tối. Rồi anh em có thể kéo về cái chỗ là tối hơn nè, chỗ tối hơn, cường độ tối hơn.
Ví dụ như màn hình anh em tối như thế này rồi thì anh em bật cái này lên thì nó sẽ còn tối hơn nữa nha anh em. Đó, anh em thấy không? Không còn thấy gì luôn. Đó, tối hơn luôn ha, quá tối luôn rồi. Đó, giúp cho anh em đọc nó sẽ thoải mái hơn ở trong điều kiện ánh sáng yếu. Nó để mặc định là cường độ 50% thì anh em có thể hạ xuống. Đó ha, hạ xuống như nãy mình kéo. Như này là tối dữ lắm rồi nè, là tối luôn ha. Rồi, nó là gì đó nè. Còn anh em không muốn sử dụng thì chúng ta có thể tắt ha. Rồi. Rồi tiếp tục là cái đảo màu anh em. À, chúng ta sẽ search cái trừ anh em search cái chữ là đảo màu thì nó sẽ ra ở trong phần cài đặt nha. Đảo màu. Anh em sử dụng cái tính năng này lên thì nó sẽ đổi màu, anh em thấy không? Các biểu tượng nè. Đó, biểu tượng icon nè, nó sẽ đổi màu hết luôn ha. Trong phần cài đặt nè. Đó. Nó đổi màu chúng ta hết luôn. Rồi. Ok. Bây giờ anh em muốn dùng thì chúng ta bấm vào đổi màu anh em tắt. Đó. Thì chúng ta nó sẽ trở lại y cũ thôi ha. Cái nền nó là gì? Rồi. Ok, tới cái phần chế độ này cũng khá là hay. Cho anh em nào mà đang làm gì mà cần dùng một khúc nào trên màn hình á thì chúng ta sẽ bấm vào chế độ một tay này. Đây anh em search cho mình cái phần là chế độ một tay. Bấm vào. Khi bật chế độ một tay á thì lưu ý anh em phải bật cái thanh ở dưới này. Cái thanh dưới này là trong phần cài đặt anh em, trong phần cài đặt cử chỉ á. Cử chỉ nè, anh em tìm phần cử chỉ nè. Đó, cử chỉ. Anh em bấm bật cho mình cái phần là nè, bật lên cho mình phần ẩn biểu tượng cử chỉ màn hình này, chúng ta sẽ bật lên nha. Thì nó sẽ có cái cử chỉ chỗ này nè. Đó, cái này mình dùng cử chỉ bút mà. Rồi, anh em bật chế độ một tay lên. Thì khi bật chế độ một tay thì anh em chỉ cần vuốt nhẹ nó nha, vuốt nhẹ nó thì cái màn hình nó sẽ đi xuống nè. Nè, đó. Thì chúng ta có thể sử dụng điện thoại chúng ta dễ dàng hơn bằng một tay ha. Nè, bây giờ mình sẽ vuốt thử nha. Đó. Rồi, và anh em có thể dùng một tay để sử dụng điện thoại. Đó, cái này nó thuận tiện như vậy nè. Đó. Nha. Đây, cầm vuốt nhẹ. Đó. Đó là chế độ một tay ha. Còn không muốn sử dụng thì chúng ta tắt nha. Không muốn sử dụng thì chúng ta tắt đi. À, rất dễ thôi. Rồi. Ok. Anh em nào đang sử dụng những điện thoại mà có vân tay trong màn hình á, mà muốn thay đổi cái hiệu ứng biểu tượng hiệu ứng vân tay trong màn hình thì chúng ta sẽ đổi bằng cái MIUI GX nha. Chúng ta tìm cái từ khóa là MIUI GX nè. Ta bấm một cái phần là MIUI GX ở phía trên này nè. Đó. Thì nó sẽ sổ ra chúng ta như thế này. Thì anh em có thể chọn các kiểu. Máy mình không có biểu tượng vân tay ở trong màn hình này, không có sử dụng bật vân tay trong màn hình. Vân tay cạnh không mà. Đó, anh em nào đang sử dụng những cái con điện thoại mà Xiaomi Redmi Poco mà có cái vân tay trong màn hình thì em đang thay đổi sang cái này đẹp nè, cực quan nha. Đó, như thế nha. Rồi. Nó có luôn cái phần là non là không sử dụng nè. Rồi mặc định nè. Đó, mình thấy cái này đẹp nè. Đó. Hoặc là cái này nó màu mè hơn chút nè. Đó, cũng được. Rồi, ok ha. Ok anh. Với cái tính năng tiếp theo là chúng ta sẽ tăng tốc độ sạc nha. Thì anh em vào cái ứng dụng là ST Launcher nè. Đó, chúng ta bấm tìm kiếm nha. Rồi chúng ta bấm chữ sạc nha. Đây chúng ta sẽ bấm chữ sạc. Đó. Thì trong cái phần là bảo mật này, ứng dụng bảo mật thì chúng ta thấy phần tăng tốc độ sạc không? Đó, chúng ta thấy nó có hai phần là sạc người không dây và tăng tốc độ sạc. Chúng ta bấm vào tăng tốc độ sạc nha. Đó. Thì đây thì anh em thấy tăng tốc độ sạc chúng ta sẽ kích hoạt cái này lên. Đây. Bật để tăng tốc quá trình sạc này, tính năng này sẽ ưu tiên tốc độ sạc và vẫn đảm bảo an toàn cho thiết bị nè. Pin của bạn càng thấp thì sạc càng nhanh. Tính năng này có thể làm nóng thiết bị một tí nữa nè. Đó nên là khi mà anh ta sạc á, ta bật cái này thì ta cởi ốp lưng nghe. Đó, chúng ta sạc cho nó ok nha. Rồi, định mức pin nè. Thì chúng ta có thể để mình thường là mình sạc khoảng 30% đến 80%. Thì mình sẽ để ở mức là 30% và mình sẽ sạc nha. Đó, thì nó sẽ tăng tốc nha. Ok anh em, với cái tính năng cuối cùng trong video hôm nay mình cũng chia sẻ đó là tính năng đo nhịp tim anh em. Đó, anh em bấm cái search là chữ nhịp tim. Đây, anh em bấm chữ nhịp tim là nó ra nè. Đó. Nhịp tim nè. Chúng ta sẽ đo nhịp tim trên điện thoại nha. Em thấy chữ nhịp tim không? Ta bấm vào. Đây. Che hoàn toàn đèn flash và camera bằng một tay. Đó, bật lên thì chúng ta thấy là cái đèn flash và cái camera chính của anh em á, nó sẽ dùng cái ngón này ha, chúng ta che vào đây. Và mình sẽ đo bằng cái đồng hồ luôn ha. Đây, mình sẽ dùng cái đồng hồ này đo kiểm chứng xem là nhịp tim nó có xây xích nhau không ha. Đây. Mình sẽ dùng đo trên cái bằng cái đồng hồ luôn.
Rồi ok, bây giờ mình sẽ đo thử nha. Bây giờ mình sẽ bật đo nhịp tim trên đồng hồ này trước. Rồi mình giờ mình sẽ che. Đây đang đo nè. Bạn thấy nhịp tim trên hai cái nè. Cái đồng hồ mình giờ chưa ấy nữa kìa. Đó em thấy không? Đây. Đo nhanh lắm à. Ồ. Hai cái xem nhau luôn nè. Rồi xong rồi. Lên 100 hơn 100 nhịp rồi nè. Rồi, điện thoại đã đo thành công. Và đồng hồ còn đang đó nè. Mình đang sử dụng con Huawei Mate Fit 3 nha. Rồi ok, mình bấm xem báo cáo. Đây, 103 nhịp. Wait, đây, trên đồng hồ. Mình thấy nó xây xích khoảng vài nhịp. Đây, nó xây xích hơn 10 nhịp. Và anh em có thể đo nhiều lần nữa để xem là cái nó đo chính xác là tổng bao nhiêu phần trăm nha. Rồi đang đo. Mình sẽ bấm chữ đo lại trên đây, mình đo lại lần nữa ha. Đây. Anh em nhớ che nha, che cái camera với cái đèn LED. Đây, anh em thấy sơ xích rồi nè. Khoảng 6 nhịp, 3 nhịp đây. Đó, chuột bằng nhau luôn kìa. Rồi nó ra nè. Xem báo cáo. 84. Và trên đồng hồ mình hiện tại cũng là 84 luôn. 87 rồi. Nên là đợi xíu cho nó đo như thế nào. Rồi 90. Đó. Tính năng này cũng khá hay ha. Nó có sẵn trên điện thoại chúng ta rồi. Rồi 88 trên lệch nhau 4 nhịp nghe nè. Rồi. Rồi như vậy là anh em thấy hay, đừng quên cho mình một like đăng ký. Nhớ chia sẻ video này cho mọi người biết. Hẹn gặp lại video tiếp theo. Nếu anh em có thắc mắc gì ấy, hãy bình luận dưới phần bình luận á. Mình sẽ giải đáp anh em sớm nhất có thể. Ok. Anh em muốn đóng góp nội dung gì hãy bình luận cho mình biết luôn ha. Rồi tạm biệt, hẹn gặp lại video tiếp theo.